Anh camera ơi, chụp chụp. Tại sao lại như vậy? Mình có nên vào bắt gan không đây? Hai đứa khốn kiếp kia, tụi bay làm gì vậy hả? Giá như ngày xưa. Ui da, mệt quá. Cái gì? Cái đồ vô dụng có xíu việc cũng không làm được. Thằng chết tiệt im miệng đi, cho cô một ít tiền để trang trải cuộc sống đây. Ba ơi. Vô 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 vô. Theo các bạn thì mình nên lựa chọn gia đình nào đây?